số này là Đô Rock Gạo Kiểng. Rất là hay nên mình chia sẻ cái video này để cho mọi người cùng biết, để nhiều người có thể học hỏi anh. Đi lên Trần Giòn nha quý vị ơi. À, xã Trần Giòn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. À, có xe đây là đổ rác, đổ chuồng. À, chào em, à, chào bác ạ. À, rồi, đổ chuồng hai chứ. Đó cho bà con ta đem rót ra. À, rất là hay, nữa đó là 2000 quý vị. À, các bạn đó, ngủ cũng vậy thôi, nghe chuông là vậy thôi. Quay phim thôi hả? Đúng rồi, quay phim. À, xe thu gom rót. À, thưa quý vị các bạn, tuy trời tiết là đang mưa, nhưng hai anh thu gom rác của xã Bình Do, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi vẫn làm công việc thu gom rác cho bà con. Khi mình đi ngon, mình thấy cái tiếng chuông anh gõ thì mình cảm thấy hồi tưởng lại hồi lúc nhỏ mình thường hay là thích đi là được nghe cái chuông là sách chén đi ăn thanh minh quý vị. Thanh minh quê đó, sách chén đũa đi, hay là những người mà ta đi họp đây gõ chuông chén nha, hội trường để họp rồi đó. Bắt chào cho quý vị một ít ớt đùa về, đây là một cái chén không có xa lạ gì, nhưng mà với thời hiện đại thì mình cảm thấy nó có một cái gì đó rất là thiêng liêng, lưu lại cho mình nhớ lại những kỷ niệm. Mình xin là chân thành cảm ơn hai chú và chúc hai chú có sức khỏe để làm việc để phục vụ cho bà con cái quê hương. Đây là tự do ý tưởng rồi mà không nghe không hiểu. Hỏi là anh gõ vậy là gõ gì đâu chưa anh gõ với bà quân nam nghe không vậy ơi. À, chào bác. À, rất là hay nha. À, ôi tưởng rất là hay. Theo mình nghĩ thì người dân người ta rất là quen thuộc với cái tiếng chuông này, cho nên là khi nghe là người ta tự đem rót ra thôi. À, theo mình nghĩ thì hai chú này làm việc rất là có trách nhiệm để rót hàng ngày có được là chở đi, không có một người dân nào bị ứ rót lại khi nghe tiếng cạn của chú. Hay rồi, quay có cái ý tưởng gõ chuông hay quá nên quay chia sẻ. Xã Tình Doan là lên nông thôn mới rồi thưa quý vị ơi. Xã Tình Doan, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Mưa gió vậy mà các anh vẫn là thu gom rác, bà con ra nghe tiếng chuông là ra đem rác ra. Thôi mình quay video chia sẻ cho các quý vị xem cái ý tưởng của các anh thu rác này, anh đi xe cục gạch này. Gõ chuông rất là hay. Thì mình quay video tới đây mình xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký. Cảm ơn quý vị rất nhiều.